Hello các bạn, mình đang ở một cái sự kiện gọi là St. Patrick's Parade, ok. Các bạn thấy đằng sau mình đây là Dallas Cheerleader, ok. Họ đang ký tặng cái những cái poster cho khán giả nè các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy xung quanh rất là mọi người đang ngồi để mà chờ để mà chuẩn bị coi cái parade, cái là diễn hành nè các bạn. Đây các bạn nhìn thấy nè, mọi người đang ngồi trên đường lộ để mà chuẩn bị xem nè các bạn. Rất là đông nè các bạn. Đây nè các bạn. Các bạn thấy không? Mọi người đang ngồi trên đường để mà chờ để coi diễn hành nè các bạn. Đó, đông lắm các bạn ơi. Hello. Đó các bạn. Một chút nữa họ sẽ diễn hành đi qua cái con đường này nè các bạn. Quay một vài hình ảnh cho các bạn coi nha. Đây nè các bạn. Đó. Đông lắm. Đó, mọi người đang về ngồi trên đường để mà chờ xem đó các bạn. Đó. Dọc đường này nè các bạn. Bây giờ họ đang xin cái chữ ký của Dallas Cheerleader Cowboy nè các bạn. Đây, wow. Rồi các bạn. Họ đang xin cái chữ ký của những cô cheerleader rất là xinh đẹp nè các bạn. Ok, giờ mình vô mình xin nha các bạn. Coi có ai ký cho mình không nha. Bây giờ mình đang xếp hàng để mà vô xin chữ ký nè các bạn. Nè, các bạn nhìn đi. Đây mình. Hello. Ở đây mọi người đang bận đồ má màu xanh nè các bạn, rất là đông nè các bạn. Để mà giờ lát nữa coi diễn hành nè các bạn. Hello. Bây giờ mình vô mình xin cái poster nha. Để coi con mình được như thế nào ha. Wow, đó các bạn. No, it's okay. You don't have to. Hello, Kathy. Hi. This is the second time. The last week I'm in Cowboy Stadium for the first cow story. Oh yeah. I got a poster with the soccer cowboy player. Oh cool. Tony. Yeah. And also with you guys, two ladies. Oh, gotcha. Yeah. I have another. I forgot to bring in here. Oh, it's okay. Yeah, thank you so much. Yeah, have a great day. Yeah, I got it. Các bạn ơi, mình có nè, mình có cái poster nè các bạn. Đẹp không? Bây giờ mình xin thêm cái cô bên đây nữa nha. Hello các bạn. Mình đang ở một cái sự kiện nó gọi là Pickle Parade các bạn. Hôm nay mọi người sẽ đeo cái dây chuyền màu xanh này nè các bạn. Rất là đẹp nè các bạn. Hay lắm nè các bạn. Okay.
Ồ, các bạn ơi, đây là cái chiếc xe nó rất là cổ nè các bạn, để mình quay cho các bạn coi nha. Và wow, chiếc xe này nó rất là cổ nè các bạn. Chiếc xe này lâu đời lắm rồi nha các bạn. À, this car. Cái hiệu này mình cũng không biết là hiệu gì nữa nè các bạn. Wow, cái xe này nó rất là cổ nè các bạn. À, cái chiếc xe này làm rất là lâu đó các bạn. Đây nè các bạn, mình quay cho các bạn coi chiếc xe này nè. Wow, người ta đang triển lãm ở đây nè các bạn. Chiếc xe này chắc thời năm 40 với lại 50 nè các bạn. Chiếc xe này nó lâu lắm rồi đó. Đây, để mình quay vô trong một chút xíu cho các bạn coi nè. Đó. Đó các bạn. Đó, cái tay lái nó nhìn nó cũng ngộ ha. Đó, cái màu nó cũng đẹp á. Đó các bạn. Chiếc xe này nó cổ lâu lắm rồi nha các bạn. Đó. Đây cái logo của nó nè các bạn. Wow. Hai ta cũng thích chiếc xe này đó. Ok, bây giờ mình tiếp tục quay. Mọi người đang chuẩn bị để mà diễn hành nè các bạn, đang chờ diễn hành. Đó các bạn. Đường phố người ta đang xếp ghế để mà ngồi rất là đông đó các bạn. Người ta đang ngồi xếp hàng ghế để chờ nè các bạn. Đó, chờ mà diễn hành đó. Hôm nay vui lắm đó. Đó. Đó, mọi người đang đi mặc áo màu xanh hết nè. Rất vui đó các bạn. Đây nè, đó, họ xếp ghế hàng dài ở trên đường để mà chuẩn bị ngồi chờ để coi diễn hành đó. À, ở đây thì cũng có cảnh sát để mà bảo vệ nha các bạn. Rất là an ninh và trật tự đây, xe cảnh sát đây nè các bạn. Hello. Đó. Đó, mọi người đang... ngồi để mà xem, chuẩn bị xem diễn hành. Đằng kia thì có những hội chợ chơi vui lắm, để mình tới cho các bạn coi nha. Đó, một chút nữa nè, đây nè các bạn, họ đem mấy con chó để mà diễn hành luôn nè các bạn. Đó. Hello. Hello. That's a lot of green. Yes. I'm the bounce house. Right. Huh? The pickle playground. Yes. Yes, mọi người đang chơi rất là vui đó. Các bạn thấy không? Hôm nay ngày lễ rất lớn ở đây nè. Hả? Yes. That looks fantastic. I know, I can't wait till I have my banner. Hello. I did. Yay, thank you. They will ask us to register to vote. Đây các bạn, mình đến cái khu trò chơi của mọi người nè các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình đến chỗ mà người ta bán đồ ăn uống nè các bạn. Rất vui, rất đông, mọi người đang xếp hàng để mà mua đồ ăn nè các bạn. Đây nè, người ta đang bán nè các bạn. Đó, wow, rất là đông đó các bạn. Để mình quay một vài hình ảnh cho các bạn coi nha. Đây.
Mọi người đang tập trung ở đây rất đông, rất đông. Rất đông và rất vui rồi các bạn. Một chút nữa sẽ có diễn hành ở ngay cái đoạn đường này nè các bạn. Đó. À. Mình đang đứng giữa đại lộ, một chút nữa là sẽ có diễn hành ở đây nè các bạn. Hello. You look good. Thank you for coming. You look good. What's up, brother? Hey, hey. Đông lắm các bạn ơi. Đông lắm các bạn ơi, đây là mọi người đang rất là vui vẻ. Đó, quang cảnh rất vui. Hello sir, how are you doing? How are we doing? Good, good. Hey, howdy, how do? Good. Đây các bạn, mọi người đang vui vẻ lắm, rất vui, rất vui. Đây. Đó. Đây cái tiệm này gọi là Funnel Cake nè các bạn. Rất là ngon đó, cái món này rất là ngon, mấy bạn nhỏ rất là thích nè các bạn. Đây mình quay một vài hình ảnh cho các bạn xem nha. Đây 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 Funnel Cake. Đây Funnel Cake là cái gì ha các bạn? Đây người ta đang xếp hàng rất đông nè các bạn. Đó các bạn nhìn nè. Đó. Yes. Wow, mọi người tập trung đến đây giống như hội chợ nè các bạn. Đây đây mình quay một vài hình ảnh cho các bạn xem nha. Coi người ta làm như thế nào nha. Đây đây người ta đang nấu Funnel Cake nè các bạn. Đó. Đó, chỗ thằng thấy không? Đó, người ta đang làm đó các bạn. Đó. Đây là đang làm cái Funnel Cake đó các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó. Rất. Đó, nhìn lạ lắm đó các bạn. Đó, thấy người ta đang làm không đó. Cái món này rất là ngon nha. À, mình không biết là ở những tiểu bang khác có không, nhưng mà ở Texas là cái món này nó rất là ngon đó. Đó, thấy chưa, người ta chiên bánh. Hello, hello lady. Hey, nice to meet you. You too. Hey, you do look good. Thank you. Hey, look good, look delicious. Yummy, very yummy. Oh, wow. Oh, very yummy. I love it. It's my favorite, my children favorite. That's my favorite. Các bạn thấy cái cô này cũng đang chiên cái bánh gọi là Funnel Cake đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, một cái chuẩn bị ra thành phẩm rồi các bạn, rất là ngon nè các bạn. Đó, bây giờ người ta rắc đường lên nè các bạn. Đó. Đó. Wow, nó vàng, tại vàng quá các bạn ơi. Cái này ăn là nó giòn rớm luôn á, nó giòn lắm á. Đó, nhìn đi các bạn. Đó, bây giờ có gần nhìn nè. Đó. So yummy. So yummy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ai người ta cũng muốn ăn hết á. Ok, bây giờ đây là những gian hàng người ta giới thiệu sản phẩm nè các bạn. Hello. Hey. Hey, how you doing, lady? Good. Well, I'm good. Okay. So nice. Yeah. Yeah. Alan is gonna go narcissist here. Oh, this is soap. This is soap and that's laundry. No. Oh, wow. Người ta cho mình vài sản phẩm nè các bạn, giới thiệu sản phẩm nè các bạn. À, đây nè, đây, đây bỏ vô. Wow, người ta cho giới thiệu sản phẩm. What is it? Hard work. What the heck is that?
Hot work! Oh my god! 24-hour infrared fitness studio. Oh, okay. Yeah. Hot work. Hey, I introduced to my wife. Hot work. Tell your wife. We have these guys here. So she can do join the wait list. Uh-huh. Okay, can I have it? Okay, thank you. You have a location? I have. Okay. Hey, can I leave me? Yeah. Good. I'm going to do this one up here. Yeah, I'm about to do it. Yep. Hello, lady. How are you? Hot work. Hot work. How hot is that? It's very hot. Very hot. Can I have one? Have a cup. Okay. Yeah. Oh my god. Hot work. Oh my god. Woohoo. Okay. Hello, hello, lady. Hello, sir. How are you doing? Great, sir. How are you? I'm good. Doing good. These new windows in your home? Am I gonna be on TV? Hello. Yeah, I'm YouTuber. Hey, các bạn nhìn thấy sản phẩm. Hello. Hi. How are you doing? Good. Good. À, người ta bán rất nhiều sản phẩm đó các bạn. À. À. À, các bạn. Wow, rất là nhiều sản phẩm nè các bạn. Các bạn, à. Ok, đây là đường phố chuẩn bị nè các bạn. À, họ đang dàn sẵn sàng để mà cho mọi người parade đó các bạn. That's cool. Don't get it? Đi ra mày đi. Ê, mình đi ra giữa đường nè các bạn, để chuẩn bị coi nè các bạn. Cái này. Đây là những người lính quân đội Mỹ nè các bạn, Army đó các bạn. Đây, đây, đây. One thing. Okay. In the backyard. Want some? Oh, I know these. Yeah, I need this. It'll be salty. Yeah, I need mask. This is a pop socket for your phone. Yeah. You want something? Oh, you want an Omi charm? Ơi, bây giờ mình đi đến những gian hàng tiếp tục cho các bạn. Đây, để coi coi đây người ta sẽ coi như thế nào. Hello lady. Hi. Hello. Hey, hi. Woo, that's a cute dog. Thank you. Do you say hi? Hey, hello. Yeah, look cute. À, đây người ta bán nhiều sản phẩm lắm rồi các bạn. Đây. Còn đây là vàng bạc đá quý nè các bạn. Đó, mọi người ta đang mua. Wow. Yeah, đó, so, các bạn nhìn thấy chưa? It's cute though. À. They're all super. Thank you. À, mọi người ta đang. Yeah, yeah. À, đây đang mua vàng đó các bạn. They even sell the dream catchers. Yeah. Wow. Còn ở đây là người ta bán những cái trên khắc chữ nè các bạn. Nhìn nó lạ lắm các bạn. À, những sản phẩm mà có ông mỹ nghệ nè các bạn. Rồi đây là USA nè các bạn. À, thấy không? À. À, hình tiểu bang Texas nè các bạn. À. À. Wow, đẹp quá chưa?
Thank you guys so much. À, người ta đó cái hình lạ lắm nè các bạn. Wow. Wow, hình đó nhiều lắm nè. Đó. Hi. Wow, đây còn unicorn. Wow. Do you want a chip? The owie pad. Do you have any in the freezer or the microwave? You should get an owie or something. I know. Các bạn ơi, thấy không? Các bạn thấy đây người ta đang xếp hàng dài để mà mua đồ ăn rồi các bạn. Đó. Các bạn. Đó, mọi người đang xếp hàng dài để mà mua đồ ăn nè các bạn. Đó, để chuẩn bị mà coi parade nè các bạn. Đây, đây cái tiệm gì đây? Tiệm này đang bán chicken với nacho, nacho nè các bạn, rất là ngon, rất là ngon. Đó, mọi người đang đứng rất là đông nè các bạn. Đó, đây nè các bạn. Các bạn coi người ta mua nước đá để uống nè các bạn. Wow. Đó, đây là cái bình nước đá rất là ngon nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhìn nè, một ly nước rất là ngon, yummy. Đủ màu hết, very good, very yummy. À. Đó các bạn, wow. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình đi tiếp nha, đi xuống dưới đây nằm đi. À. Đây này, người ta cũng nằm, người ta chờ nè các bạn. Đây mà nhìn thấy là các bạn nhỏ đây cũng nằm nè. À, nằm chờ để mà coi diễu hành nè các bạn. Đó, à, đang nằm dưới đất luôn nè, đó. À, bây giờ mình đi tiếp coi nha, coi có gì hay đi. Con coi đi. Đông quá. Người ta đang bán báo thun nè các bạn. À, nhiều lắm nè. Tạm thun và nón nè các bạn. Đó, mọi người tha hồ mà lựa luôn. Đó, áo đẹp nè các bạn. Đó, áo đẹp quá trời luôn. Đó. Rất nhiều áo rất đẹp để ủng hộ đó các bạn. À, không có nhiều tiền mắc tiền đâu, nhưng mà để ủng hộ thôi. Đó. À. À, các bạn. Để ủng hộ. À, đẹp chưa? Đó, nhiều gian hàng nha. Okay, hold on. Turn around. Follow me, okay? Oh, hôm nay ngày lễ rất lớn. Yeah. Mọi người đang ngồi chờ để mà diễn hành đó các bạn. Dọc hai bên đường nè các bạn thấy không? Wow. Rất đông đó nha. You want play? Hello lady. So they got rid of the 46s. So the 26s are over. Doing a little firearms raffle. Yes, ma'am. Đây người ta cho ăn nè, người ta cho ăn giới thiệu sản phẩm nè các bạn.
You want to wait? Các bạn nhỏ đang chơi cái trò là đổ cát vô cái đồ chơi rồi các bạn. Oh my god. You don't want that, right? No way. You guys, I just saw it. Oh my god. Okay, oh my god. Ở đây người ta bán kẹo nè các bạn. Cái tiệm này tiệm bán kẹo đó các bạn. Wow, người ta đang làm kẹo nè các bạn. Thank you. Người ta đang làm kẹo đó các bạn. Wow, đây là mấy con chó nè các bạn. Wow, quá đẹp luôn. Đó, người ta chuẩn bị cho mấy con chó để đi diễn hành nè các bạn. Người ta chuẩn bị mấy con chó để đi diễn hành đó. Nha, thử coi mình được cái gì nha các bạn. Để coi mình được cái món gì nè các bạn. Hello. Coi mình được cái gì nha các bạn. Oh my god. I got both. Các bạn ơi, bây giờ là đội cheerleader của Dallas Cowboys sẽ biểu diễn nè các bạn.
play hard, man, I got a stage charge. Can't sleep, tired out, trouble on my radar. Running round live, why I had another Red Bull. Everybody's running, baby, let me come and get a pull. Isn't it incredible that I'm even still awake? Still alive, still I take poison that debilitates. Fuck a little lie, we could go ahead and kill a game. Living in the killer state, maybe that's a good excuse. See me taking shots at the bar like I'm pulling through. And now my belly full of juice, I'm walking every day with the hooves. Flip, battered eye, beat up, stain liver. I'm reaching in my cupboard for a pain killer. Killer, 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 killer. I'm reaching in my cupboard for a pain killer. I need another pain killer. I'm reaching in my cupboard for a pain killer. I need another pain killer. They call it pain killer, let it go, pain killer. I need another pain killer. I'm reaching in my cupboard for a pain killer. I need another pain killer. They call it pain killer, let it go, killer, 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 killer. I got a stage charge, can't sleep, tired out, trouble on my radar. Running round live, why I had another Red Bull. Everybody's running, baby, let me come and get a pull. Isn't it incredible that I'm even still awake? Still alive, still I take poison that debilitates. Fuck a little lie, we could go ahead and kill a game. Living in the killer state, maybe that's a good excuse. See me taking shots at the bar like I'm pulling through. And now my belly full of juice, I'm walking every day with the hooves. Flip, battered eye, beat up, stained liver. I'm reaching in my cupboard for a pain killer, 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 killer.